bán nó mà là một cái phay với một chảo anh. Đẹp quá. Đây là máy khô réo này. Cái này lâu là mấy bãi hả? Mấy bãi. Bãi á. Bãi nó còn buồn ngủ đi ăn gì dẫn thêm đó. Cái đây chạy 3.239 giờ. Mở cái nắp ở đây đằng trên. Mấy đây giờ anh bán bao nhiêu? Hiệp giá luôn 120 cả bộ. 120 đủ bộ hả? Mấy này là tình trạng máy sao? Máy là không sao hết. Máy dinh đúng không? Đây là bét khô réo này, không xì này. Bán mùa đâu đâu mất. Sao con? Nó bỏ nghe nhảy mà Nhung ơi nghe. Con đi lên chút xíu rồi, đường bà Tông con chạy lên chút xíu rồi, ngồi cái trụ số ấy. Ở đường bà Tông ấy. Nó bỏ nghe nhảy ngay là được rồi. Để máy được không? Chảo lớn, chảo siêu lầm, bắp.